Sáng ngày 3 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại thôn 5 Mỗ 1, xã Thượng Yên Công, cùng dự có đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, chi bộ thôn đã phát huy vai trò nòng cốt đoàn kết lãnh đạo nhân dân trong thôn, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa. Tri bộ thôn đã vận động nhân dân đăng ký thực hiện mô hình rau sạch với tổng diện tích trên 2 hecta, nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp tại địa phương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, công tác xây dựng đảng được quan tâm. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã thông tin tới đại biểu và đảng viên trong tri bộ thôn Nam Mỗ 1 tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí ghi nhận biểu dương tinh thần nghiêm túc của tri ủy tri bộ trong tổ chức sinh hoạt theo hướng dẫn, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tri bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, phát triển dịch vụ du lịch trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương gắn với bảo vệ môi trường. Với đặc thù của địa phương, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy mong muốn tri bộ, các tổ chức đoàn thể trong thôn quan tâm có các giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với vùng dân tộc.